Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con, cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui, hạnh phúc. Hôm nay xin phép là tất cả quý vị khán giả cho Phương Văn trả lời cũng như là phản biện một vị khán giả đã yêu cầu Phương Văn. Thì hôm nay Phương Văn không phải là để phân bua hay vấn đề gì, nhưng mà Phương Văn nói những cái lời chia sẻ tâm sự với quý vị khán giả này, và có thể đâu đó chúng ta có thể nhìn nhận lời vấn đề chỗ nào đúng, cái chỗ nào sai, thì hy vọng đâu đó là nhiều khi khán giả cũng có cái nhìn tổng quan để rồi mình cảm nhận một ai đó có những cái điều tốt của họ và có những cái điều mình không thích, thì có thể là mình không thích nhưng mà mình phải công nhận những cái gì mà người ta làm được, chứ không phải khi ghét người ta mà ghét cả tông ti họ hàng. Phép quý vị khán giả cho Phương Văn giới thiệu về những cái sản phẩm mà Phương Văn đã làm, những cái món quà lưu niệm. Xin mời quý vị khán giả hướng lên màn hình. Ví dụ như trong cái kênh của Phương Văn, bất cứ cái video nào quý vị khán giả xem thì ở phía dưới có phần chi tiết mô tả là Phương Văn có để trên cái kệ hàng những cái sản phẩm mà Phương Văn thiết kế. Ở đây YouTube nó cho phép nha. Những cái sản phẩm hàng hóa này là từ công ty YouTube muốn để cho những cái người làm YouTuber làm cái món quà kỷ niệm. Ví dụ như ở đây Phương Văn có trưng bày một số sản phẩm là quý vị khán giả, từ áo thun cho tới là những cái áo khoác, rồi vớ, rồi nón, rồi những cái ly tách. Thì quý vị khán giả ở đây có 30 cái sản phẩm mà Phương Văn đã trưng bày ở lên đây. Thì ví dụ quý vị khán giả nào thích sản phẩm nào thì cứ nhấn vô và xem. Ví dụ như Phương Văn nhấn đại nha, nhấn vô một cái sản phẩm, cái áo đi, ví dụ như cái áo này đi, quý vị khán giả cứ nhấn vào sản phẩm này, hoặc là quà lưu niệm cũng được, quý vị cứ nhấn vào đây. Thì ở phía trên cái giỏ hàng á, ví dụ như cái áo này nó có mặt trước và mặt sau, và Phương Văn có làm cái logo nè quý vị khán giả. Cái logo này là YouTube Phương Văn. Phương Văn phát triển qua hai kênh, cái kênh Phương Văn Official và kênh Người Trong Cuộc Phương Văn. Thì Phương Văn đã thiết kế cái logo in trên áo, coi như là đây là một cái món quà lưu niệm mà Phương Văn in trên đây, để mong là có một cái điều gì đó khán giả có thể là mua một cái món quà lưu niệm để làm kỷ niệm. Phương Văn thiết kế cái logo này là tên Phương Văn ghép lại, và cái hình ngôi sao là mong muốn đem lại nhiều điều may mắn cho khán giả cũng như là Phương Văn. Thì quý vị khán giả ở đây chọn màu, ví dụ như là mình chọn màu hồng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, vân vân, tùy theo quý vị khán giả. Và ở đây thì quý vị khán giả có quyền chọn size đó, và ở đây là đổi trả trong vòng 30 ngày. Quý vị bấm vô đây để giống như là mua hàng ở Việt Nam vậy đó, mà ở đây thì ở Mỹ và các nước. Sau đó là quý vị khán giả bấm vô đây và điền những cái thông tin, và sau đó là trả phí bằng những cái hình thức là trả cạc đó quý vị khán giả. Thì ở đây là những cái sản phẩm này từ Mỹ nha quý vị. Những cái sản phẩm này có thể là tiền đô và có thể là dịch ra tiền Việt. Thì quý vị khán giả có thể xem những cái sản phẩm này ở đây nè, những cái ly nè, ví dụ như cái ly thì cũng có nhiều màu. Ví dụ như quý vị khán giả có thể xem cái ly, nó để là ba mặt bên đây, và màu quý vị khán giả có thể là tự chọn nè. Đó, màu. Đây là những cái món quà mà kỷ niệm Phương Văn xin phép đã thiết kế và để ở trên YouTube này. Mong quý vị khán giả ủng hộ cho Phương Văn bằng cách là có thể là mua những cái sản phẩm này. Những cái sản phẩm này hoàn toàn là chất lượng nha quý vị khán giả, tại vì từ công ty YouTube show ra để cho quý vị khán giả nào mà yêu mến để làm một cái món quà lưu niệm. Thì Phương Văn để món quà lưu niệm nè, ví dụ như ở đây nó dịch ra cái tiền Việt Nam thì là bao nhiêu tiền đây, bao nhiêu tiền đây, quý vị khán giả thấy là đây là có cái số tiền đó. Đây là những cái sản phẩm mà Phương Văn đã show qua đây. Ở đây có cái áo khoác rất là đẹp luôn, cái áo khoác này nè. Xin phép cho Phương Văn giới thiệu một chút. Ở đây cái áo khoác này rất là đẹp nha quý vị khán giả. In hình logo phía trước, và có thể là phía trước và có thể phía sau. Ở đây nè, quý vị khán giả xem có màu, màu sắc nè. Đó, tùy theo màu. Đó, rồi quý vị khán giả thấy là ở đây cái logo Phương Văn làm
cái logo này để trên kênh của mình, cũng như là cái logo này để làm kỷ niệm khi mà gắn vào áo hoặc là những cái mẫu áo gì đó. Chân thành cảm ơn khán giả rất là nhiều. Thôi bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu chuyện của Hằng Kali với những câu chuyện khán giả đã bình luận. Xin mời quý vị khán giả hướng lên màn hình, có một vị khán giả này đã chia sẻ và có nhiều điều mà Phương Văn cùng với tất cả quý vị khán giả cùng nhau để chia sẻ. Vị khán giả này đã có những cái lời nhận xét mà hầu như Phương Văn thấy qua là có một cái sự tổn thương không hề nhỏ nha quý vị khán giả. Không phải là ở Phương Văn mà là tổn thương người khác rất là nhiều, đó là chị Hằng Kali. Hầu như là đây là một cái vị fan hâm mộ của Trang Le Le cũng như là những người bên kia của chị đạo diễn, có những cái lời lẽ mà gọi là rất là nhạy cảm mà đâu đó là chúng ta thấy là thật sự là họ làm người khác tổn thương rất là nhiều. Còn đối với Phương Văn thì quý vị khán giả có nhận xét như thế nào, có chửi mắng hay như thế nào thì Phương Văn cũng không sao cả, vì đây là công việc của mình làm. Biết đâu được một lúc nào đó anh chị mà không có bằng lòng, có những cái lời lẽ mà nặng nề với Phương Văn thì một lúc nào đó nhìn lại, chứ ở đây là Phương Văn không có đáp trả về vấn đề mà nói Phương Văn thế này thế nọ, không sao cả. Xin mời quý vị khán giả Phương Văn sẽ đọc cái lời bình luận này. Tôi thấy bạn đu theo YouTube của người khác rất là nhiều, nhất là YouTube của Hoa hậu Cà Mau. Cái gì cũng nghe và phản biện, bình luận và phản biện. Nhưng tôi nghĩ chỉ ngạc nhiên là bạn và Hằng cái gì cũng đính chính phản ứng. Nhưng mà duy nhất có một việc dư luận cho rằng là Hoa hậu Cà Mau trước đây là bỏ chồng lên Sài Gòn bán bia ôm, là người phá gia can sang vào gia đình của anh Don già, là đúng hay sai? Bình luận hay quá, nhờ bạn phản biện. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Phương Văn xin phép kính thưa quý vị khán giả, thì các câu chuyện của chị Hằng Kali từ khi mà Trang Le Le đã xuất hiện, gọi là có những cái tạo phản sau khi mà đi chung với chị Hằng á, trước đây là gọi là mạnh thượng quân của chị Hằng Kali đi xuống suối để giúp đỡ bà con cô bác, thì thực ra cái thời điểm đó là đi để là học hỏi làm YouTube mà thôi, và đi xuống suối thì không hề tiếp cận gần với những người anh em vô gia cư mà đứng đâu xa xa quý vị khán giả. Còn trước đó thì chị Hằng Kali đã làm quay những anh em và giúp đỡ đi xuống suối, đi một mình và có thể là lang thang ở dưới suối như vậy, tìm những cái thức ăn mà để cho những anh em vô gia cư. Thật sự lần đầu Phương Văn trước khi làm YouTube thì Phương Văn cũng đã theo dõi, nói trời ơi sao mà những người Việt Nam của mình lại là sống bên Mỹ rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ mình thấy cái góc khuất của họ là họ phải sống lang thang phiêu bạt như vậy, cặm liều cặm trại rồi những cái tấm bạc rồi ngủ như vậy, thì phải nói là cái cuộc đời nó quá là khó khăn, nó quá là vất vả. Coi như là ở khách sạn ngàn sao đó, nhìn lên là thấy trăng sao rồi quý vị khán giả, thật sự là đáng thương. Nhưng mà khi tìm hiểu rồi mới biết là họ là có những cái hoàn cảnh, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Thì vị khán giả này đã bình luận như thế này, thực sự Phương Văn cũng không biết nói gì hơn. Đây là những cái lời mà Phương Văn xin thành thật chia sẻ với vị khán giả này. Những gì Hằng Kali làm được, biết bao nhiêu cái việc mà đã giúp đỡ cho những người anh em vô gia cư đó thì mọi người cũng thấy, và chỉ có Hằng Kali mới làm được và người khác không làm được. Thì anh hả chị, Phương Văn gọi là anh chị đấy ha. Rồi anh chị này thấy là trước đây những gì Hằng Kali làm được mà Trang La Le hoặc là những người anh em YouTuber mà ganh ghét ganh tị đố kỵ với Hằng Kali đó, họ có làm được không? Và sau này tới việc mà chị Hằng Kali đã mua cái ngôi nhà của mình mà để cho anh em vô gia cư cư mang những đời mà bất hạnh, những người mà không nơi nương tựa giống như anh Nhơn và những anh em như vậy, thì quý vị khán giả thấy là những anh em vô gia cư đó, người ta ở cái nơi ấm cúng, ăn no nè, ngủ là ấm áp trong cái ngôi nhà nè. Như vậy bạn thấy nhiều đó, đủ thấy là tấm lòng của anh Don và chị Hằng là có cái lý tưởng sống, họ giúp đỡ cho những người anh em vô gia cư khác. Tại vì thay vì làm
cho thuê cái căn nhà đó từ 8 tới 10 ngàn đô, thì một tháng người ta vẫn lấy được cái số tiền đó, người ta vẫn giúp đỡ cho những người anh em. Mà tại sao họ bỏ luôn cái căn nhà của mình tạm thời cho những anh em ở như vậy? Thì quý vị khán giả thấy là cái việc làm đó là vô cùng ý nghĩa, tại vì giúp đỡ cho những người anh em vô gia cư này, mong họ đã làm lại cuộc đời rồi họ sẽ ra, họ đi tìm công ăn việc làm và họ có cuộc sống riêng. Còn những ai lang thang vất vả mà có cơ duyên gặp chị Hằng thì lại cho về nhà ở, không tốn tiền. Vì ở Mỹ một tháng mà thuê tiền phòng thì phải mất là 500-600 bạc. Thì những người này tiền đâu, còn nếu mà không có tiền thì ở khách sạn trăng sao vậy đó quý vị khán giả, thấy không? Nhìn lên là bầu trời đầy sao, nhìn dưới là xung quanh là cỏ dại. Thì ở đây bạn thấy là chị Hằng làm được tất cả không? Tất cả những gì mà người khác làm không được, ganh tị đố kỵ. Còn cái việc hôm nay bạn nói cái việc mà có dư luận cho rằng Hoa hậu Cà Mau trước đây là bỏ chồng lên Sài Gòn bán bia ôm, là người phá gia can xen vào gia đình của anh Don, là đúng hay sai? Xin lỗi bạn, tới ngày hôm nay thì các việc xin trả lời là đúng hay sai. Đúng hay sai thì tự bạn có thể là xác định được. Ví dụ như bây giờ mình nói người ta nè, bây giờ tôi nói là đúng thì bạn cũng không chịu, tôi nói sai thì bạn cũng không bằng lòng. Nhưng mà Phương Văn phân tích từ chi tiết một để cho vị khán giả này thấu hiểu. Bây giờ hiện tại là chị Hằng Kali và anh Don đã có nhau 2 đứa con. Một cái gia đình người ta êm ấm hạnh phúc như vậy, được chính phủ Mỹ công nhận là một cái gia đình. Nếu mà chính phủ Mỹ mà anh Don và với chị Hằng mà không có một cái hôn thú đàng hoàng, không có cưới hỏi đàng hoàng, thì làm sao được đi sang Mỹ, làm sao mà chính phủ Mỹ công nhận để là đón người thân của mình, đón vợ hoặc là chồng của mình. Ủa, đi qua Mỹ đâu phải dễ đâu các bạn, bằng nhiều con đường đi, nhưng mà khi mà đi về viện hôn nhân á thì họ phải có một cái bằng chứng là kết hôn và đi lên đại sứ quán phỏng vấn đàng hoàng, chứ đâu phải là bên Mỹ nó bỏ sót đâu quý vị khán giả. Thì có phải là chị Hằng với anh Don là một người là tuân thủ theo pháp luật không, mà pháp luật công nhận người ta là một cái gia đình không? Bạn phải thử hiểu ha. Đó rồi, cái việc tiếp theo mà trước đây bạn nói là cái việc mà chị Hằng bỏ chồng, thì Phương Văn không có biết về quá khứ như thế nào, nhưng mà thực sự ra bây giờ bỏ chồng hay bỏ vợ thì cái việc đó trong gia đình người ta mới thấu hiểu được thôi. Bạn nhìn bên ngoài và không hiểu được đâu. Đôi khi bạn nói ồ sao mà cái ông đó sao không thấy được lắm mà ta, rồi sao mà ổng như vậy, rồi sao gia đình không tan vỡ được kia nọ. Mình không có bàn tới cái chuyện gia đình của người ta, có nghĩa là nếu vợ chồng người ta mà kéo níu được với nhau, hạnh phúc với nhau, thì không bao giờ họ lôi nhau ra tòa để ly hôn. Chỉ có cái người trong cuộc họ mới hiểu được, thẩm thấu được những cái gì mà trong gia đình vợ với chồng họ biết với nhau mà thôi. Thật sự cuộc hôn nhân nào ly tán thì cũng phải có nhiều đau khổ và nước mắt cả, kể cả người đàn ông và kể cả người phụ nữ. Tuy nhiên người đàn ông thì rất là nhanh chóng quên đi những cái nỗi niềm mà chất chứa trong lòng của họ. Còn đối với người phụ nữ thật sự là họ đau khổ và đến lúc nào đó thì họ cũng phải buông bỏ để tìm đi một cái hạnh phúc mới, nếu như họ tìm được. Còn nếu như mà họ đã không có mở lòng thì những cái nỗi niềm đau đó chất chứa trong lòng và mang theo họ đôi khi suốt cả cuộc đời này. Thì cái việc mà đổ vỡ hôn nhân là trong cuộc đời này, kể cả bạn, kể cả tôi hoặc là kể cả tất cả mọi người đều không ai muốn. Tại vì khi mà mình đã xây dựng gia đình rồi thì mình mong muốn mình tìm hạnh phúc gia đình. Nhưng mấy ai có nghĩ rằng là sau khi mình lấy vợ lấy chồng rồi mình lại đổ vỡ không? Không ai muốn điều đó. Nhưng mà đó là cái duyên, cái phận của mọi người. Thì chỉ có vợ và chồng của những người đó mới biết mà thôi. Họ có những cái niềm vui, họ có những cái niềm nỗi buồn và có đôi khi có những cái đau khổ chất chồng. Họ làm tổn thương nhau vân vân và đủ thứ trên đời này. Nói chung là cuối cùng thì họ chia tay. Thì mỗi người ai cũng có cái quyền đi tìm hạnh phúc riêng cho mình cả. Nhưng mà đôi khi mình nhìn lại quá khứ thì đâu đó người phụ nữ lại có nhiều cái nỗi niềm đau hơn.
Thì cái việc mà chị Hằng lên Sài Gòn bia, bán bia hôm, Phương Văn nói tiếp theo ha, đây là việc chị Hằng mà lên Sài Gòn bán bia ôm và người phá gia can của người khác. Cái việc bán bia ôm, bạn có lấy bằng chứng gì gọi là bán bia ôm? Hay người ta đi làm thì bạn gọi là bán bia ôm? Cái từ bán bia ôm là dành cho những cái người mà người con gái không đàng hoàng, không chín chắn đi, có thể là dùng cái từ là mua chuộc những người đàn ông làm gái, vân vân. Đó, tại vì khi các ông cũng biết rồi, các ông đi bia ôm, các ông đi vô chỗ nhà hàng khách sạn hoặc là những cái quán về bia ôm thì mấy ông cũng biết rồi đó, mấy ông đâu có yên tay chân, mấy ông cũng là thái mái, cũng là mà sờ mó lung tung. Thì những cô gái đó họ chỉ bán sắc đẹp, họ bán cái thân của họ để họ tìm được cái đồng tiền đó, và đồng tiền đó thì đôi khi đem về họ cũng vô cùng là ác mộng và vô cùng đau khổ. Đó là Phương Văn nói chung, nếu như những người cô gái làm những cái việc đó. Còn bạn thì bạn có bằng chứng nào, bạn nói chị Hằng đi bán đi ôm? Nếu như mình nói người ta như vậy mà mình không có cái bằng chứng cứ nào thì có thể là mình quy vào cái tội là bán danh dự, xúc phạm người khác trên cộng đồng mạng, đó là vi phạm pháp luật. Đến một ngày nào đó thì khi mà người ta đã phát đơn khởi kiện thì mình không có cái bằng chứng nào hết thì có nghĩa là mình bị vi phạm pháp luật. Và cái việc tiếp theo là bạn nói là phá gia can của người khác, thì trong quá khứ như thế nào thì không biết, nhưng mà cái việc phá gia can hay không, nếu như vợ chồng mà họ là đã gắn kết với nhau, nói thiệt với quý vị khán giả, dù cái người thứ hai, thứ ba hoặc là nhiều người hơn nữa cũng không thể nào mà đem chồng mình hoặc đem vợ mình ra khỏi cái ngôi nhà đó. Thực sự chỉ có hai người không có đồng cùng chí hướng thì có thể là người ta muốn rời bỏ gia đình đó, người ta đi tìm một cái hạnh phúc khác, thì gia đình nó không còn êm ấm lục đục nữa, người ta muốn dừng lại cái cuộc hôn nhân đó và người ta đi tìm hạnh phúc mới. Thì Phương Văn nói rồi, đây là cái mối quan hệ riêng tư giữa vợ và chồng, chỉ có người vợ và người chồng mới hiểu thấu được cái nỗi niềm trong gia đình của họ và trong lòng của họ như thế nào mà thôi. Mình người ngoài, mình không thể nào mình nói được người đã phá gia can, người đã chia rẽ. Thì thực sự ra nếu mà họ có vợ có chồng mà họ mà đã gắn kết với nhau, dù cho bất cứ ai đi nữa xuất hiện trên cuộc đời này cũng không bao giờ làm phá nát gia đình của người ta được. Thì Phương Văn nói gì, chẳng hạn như bây giờ mấy ông đi, mấy ông mà đã là đi ngoại tình thì dĩ nhiên cái người đàn ông đó không thể nào mà chung thủy, không thể nào dành trọn tình yêu thương của mình dành cho vợ mình, cho gia đình mình, cho nên mấy ông mới đi ra ngoài. Và mấy ông đi ra ngoài thì là biết bao nhiêu cô gái có thể là xuất hiện và lôi kéo, thực sự là lôi kéo, thì do cái bản thân cái người đó cũng đã lung lay cái tình cảm gia đình, không còn giữ cái tình yêu nguyên vẹn với gia đình nữa thì ổng mới đi. Thì có nghĩa là một trong hai người vợ hoặc người chồng lại là không còn muốn ở lại cái gia đình mình nữa, họ muốn xa rời hoặc là một cái lý do gì đó thì họ không còn vương vấn lại cái gia đình của mình nữa thì họ mới lên đi ra ngoài đó. Chứ nếu mấy ông mà chung thủy, mà các cô mà chung thủy trong gia đình thì dù có bất cứ ai cũng không thể lôi kéo của mình ra gia đình mình được, tại vì họ hạnh phúc rồi, họ có một tìm được cái người mà để họ yêu thương rồi thì họ không có thể nào mà là ai mà ngăn cản họ được. Cho nên cái việc mà ai rồi cũng có những cái nỗi niềm đau khổ, thực sự khi mà họ tan vỡ họ không bao giờ nghĩ là mình đã tan vỡ. Khi quý vị khán giả thấy đi đám cưới không, mình đi đám cưới mình luôn chúc phúc cho họ, họ nghĩ là ồ mình là người hạnh phúc nhất đêm nay đó, mình là hạnh phúc nhất trên cõi đời này đó. Thì một năm, hai năm hoặc là nhiều năm sau đó thì con người mà đôi khi họ có cái lòng dạ thay đổi, mình không thể biết được. Bởi vì đôi khi người vợ hoặc người chồng có những cái nỗi niềm đau mà trong lòng mà không thể nào diễn tả được, và đôi khi có những cái oán hận một ai đó làm lỗi mà họ lại không có sửa lỗi, và họ gây tổn thương cho cái người đối phương của mình.
vân vân và vân vân. Thì ở đây bạn nói là hằng kali xen vào phá gia can của người khác, thì cái việc đó bạn có chắc chắn hay là bạn có phải là người trong cuộc đâu mà bạn hiểu được là ai phá gia can ai đó. Rồi nếu mà họ đến với nhau thì họ không vì tình yêu thương thì không bao giờ họ đến với nhau. Cho nên cái việc mà hằng kali đến với người chồng của mình là họ có thể là tự nguyện với nhau, họ muốn tìm hạnh phúc, họ sẽ gác lại những cái quá khứ đau buồn của cả hai bên. Đôi khi mình là gọi là gỗ gá cáp lại nhau đó quý vị khán giả, thì thực sự khi mà người ta đã chôn vùi đi những cái quá khứ, người ta đi tìm hạnh phúc mới, đó là họ ta có cái quyền. Bất cứ ai trên cõi đời này cũng vậy, mình cũng phải có cái quyền mình đi tìm hạnh phúc mới cho mình, để mình có cái niềm vui, để cái cuộc đời này nó có nhiều cái ý nghĩa, hoặc là người ta không có bước thêm bước nữa. Người phụ nữ hoặc là người đàn ông cũng vậy, họ mong muốn họ là sống độc thân sau khi mà họ tan vỡ cái hôn nhân của họ, thì cái đó là cái quyền quyết định chọn lựa của mỗi người mà thôi, chúng ta không bàn luận. Nhưng mà ở đây không phải là sân si hoặc soi mói về cái việc quá khứ của hằng kali là đúng hay là sai, mình không bàn tới. Nhưng mà cái việc hiện tại bạn thấy là hằng kali giúp đỡ những người anh em vô gia cư hay không, giúp đỡ những người tốt hay không, và hằng kali và anh Don sống lý tưởng để giúp đỡ cho những người mà lang thang phiêu bạt vậy hay không, thì bạn cũng nhìn thấy đó. Phương Văn nói như thế này để cho bạn hiểu sâu xa hơn. Ví dụ như bây giờ Phương Văn đang phản biện Trang La Le và một số anh em khác, nhưng mà bây giờ 5 năm sau Trang La Le làm những cái việc tốt, làm những cái việc mà hết sức là có ý nghĩa, thì lúc đó Phương Văn không thể nào mà môi lại những cái quá khứ như vậy mà chống đối, hoặc là không ủng hộ, hoặc là bà con cô bác không ủng hộ. Mình cái nào đúng là mình ủng hộ, cái nào sai thì mình chia sẻ, mình không đồng tình mà thôi. Ví dụ như Trang La Le bây giờ chửi chị Hằng mà suốt năm suốt tháng trên cộng đồng mạng như vậy đó, thì chửi người ta, xúc phạm người ta tới nhân phẩm danh dự người ta, thì thử hỏi vị khán giả này hoặc là những cái người fan hâm mộ của Trang La Le đó, các bạn có đồng tình chửi hay không? Nếu như bạn là hằng kali bị Trang La Le mà chửi như vậy, xúc phạm danh dự nhân phẩm như vậy, thì bạn có bằng lòng hay không? Ví dụ như 5 năm sau Trang La Le làm những việc tốt, giúp đỡ những người anh em vô gia cư, hoặc là làm bất cứ cái việc gì mà tốt, thì mình phải nhìn nhận là Trang La Le có những cái mà làm tốt. Còn cái gì làm sai thì mình đã phản biện qua rồi thôi, họ đã nhìn nhận qua rồi. Những cái quá khứ lỗi lầm thì không ai tránh khỏi, đôi khi dù nhỏ hay dù to thôi. Ví dụ như 10 năm sau câu chuyện này nó đã đi qua, đã quá lâu, và quá khứ không gì tốt đẹp của Trang La Le. Đến một ngày nào đó thì Trang La Le làm những việc tốt chẳng hạn đó, thì bây giờ chúng ta nhìn hiện tại là chị ấy làm tốt, chị ấy là giúp đỡ được nhiều người, hoặc là bất cứ công việc gì xung quanh chị mà làm những cái điều tốt có ích cho xã hội, thì lúc đó mình cũng phải là ghi nhận những gì chị ấy làm tốt, những gì chị ấy làm được, chứ không phải khi ghét người ta mà ghét cả cuộc đời này. Đó. Cho nên Phương Văn nói quý vị khán giả của Trang La Le hoặc là bất cứ của những cái kênh nào mà sân si đố kỵ ganh tị với chị hằng kali đó, thì mình ghét hằng kali là có 10 điểm đi, mà mình ghét hết 5 điểm 6 điểm đi, thì mình còn 4 điểm là mình phải ghi nhận những gì mà hằng kali làm được. Mình đừng có ganh tị đố kỵ về việc mà hằng kali làm YouTube kiếm tiền nhiều hơn đó, tại sao YouTube nó không theo bạn đó. Bạn nói hằng kali làm YouTube như vậy bị không có bản quyền và license này kia nọ, đi làm giúp đỡ cho những anh em vô gia cư, hoặc là những người dưới suối, hoặc là những anh em mà hoàn cảnh khó khăn đi làm thiện nguyện, thì làm gì ở trên đời này hiện tại chưa có ai cấp license cho bạn ha. Cái thứ hai nữa, cái việc mà làm của YouTube thì hiện tại YouTube nó cho phép bất cứ ai, kể cả bạn, bạn làm những việc gì mà nó không vi phạm nguyên tắc cộng đồng, mà khi nó xét duyệt cho bạn cái kênh YouTube đó, thì nó nghĩ là nó xét hết tất cả mà bạn không vi phạm gì, thì nó cũng chấp nhận cho bạn là thành viên YouTube. Cho nên cái việc mà chị Hằng đi quay YouTube thì hoàn toàn YouTube nó đồng ý và nó cho phép chị Hằng kali làm điều đó.
kể cả tất cả mọi người luôn, không phải là riêng chị Hằng Kali đó. Cho nên bây giờ có ganh tị YouTube thì bạn có đi kiện đi nữa, YouTube nó giải quyết đó. Mà bạn lấy cái lý do gì bạn kiện YouTube? Tại sao YouTube trả tiền nhiều cho chị Hằng Kali mà không trả cho mình nhiều hơn đó? Thấy bạn thấy những cái điều mà thật sự là vô lý không? Người ta làm nhiều, được nhiều khán giả xem, được nhiều lượt view thì YouTube nó lại được nhiều cái quảng cáo. Thì mỗi lần quảng cáo như vậy thì những cái quảng cáo của công ty đó được nhiều quý vị bà con cô bác tiếp cận đó. Thì ở trên cái video của mình, việc quảng cáo đó thì YouTube nó tự cài quảng cáo chứ Hằng Kali hay là Phương Văn thôi, tất cả cái chủ kênh nào cũng không có cài được quảng cáo. Cho nên YouTube nó có cái nguyên tắc của nó, và đồng thời nó cũng cho phép mình làm để kiếm tiền cho nó, và đồng thời nó trả lương cho mình, thì cả hai bên cùng có lợi. Cho nên cái việc mà YouTube trả cho ai nhiều hay ít, đó là cái công sức đóng góp, và YouTube nó tính hoàn toàn là công tâm, chứ nó không có theo bạn được, mà nó không theo chị Hằng được. Chị Hằng cũng là một cái người YouTube bình thường, còn biết bao nhiêu người, những người lại là có nhiều cái đề tài khác nhau, và nhiều người ủng hộ gấp bao nhiêu lần, có nhiều khán giả thấy là cái kênh của những người khác cũng là 3-4 triệu view, chứ không phải là 400 view giống như chị Hằng Kali đó, hoặc là 1-20 view của cái kênh nào mới thành lập, hoặc là chẳng hạn kênh Phương Văn thì cái kênh nhỏ xíu thôi à. Mình không nên mà ganh tị những kênh lớn. Người ta thứ nhất là người ta đủ duyên, thứ hai nữa người ta làm những cái đề tài mà được cộng đồng mạng khán giả đón nhận, người ta đăng ký nhiều. Nói chung là mình không thể nào mình phân bì được YouTube hoặc phân bì được khán giả. Tại sao khán giả ủng hộ cả Hằng Kali mà không ủng hộ Trang Le Le? Tại sao cái kênh Hằng Kali lại được nhiều khán giả thương yêu mà kênh của người khác lại không có nhiều sub? Đó là mình không có phân biệt được, mình không có phân bì về cái việc đó là mình sai rồi, mình ganh tị những cái việc đó là mình không đúng rồi. Thì mục đích của những người nhóm của Trang Le Le chỉ cái việc là lên là sân si tố kỵ, là ganh tị Hằng Kali làm YouTube được nhiều khán giả ủng hộ thì họ lại ganh tị mà thôi. Bắt đầu họ bới ra, họ moi móc ra những cái đời tư cá nhân đó. Rồi họ bươi ra những cái việc mà Hằng Kali đi sửa sắc đẹp đó. Thì mình ganh tị gì chứ, mình xấu thì mình đi sửa, ai cảm thấy khuyết điểm ở đâu thì sửa ở đó. Thực sự bây giờ cái công nghệ rồi, cái công nghệ thời nay là công nghệ về sắc đẹp rồi. Mình cảm thấy mình khuyết chỗ nào thì bác sĩ hỗ trợ giúp cho mình làm đẹp chỗ đó. Tại vì trời ơi, mình sinh ra mình có nhiều cái đẹp mà cũng nhiều cái khuyết, ai cũng muốn đẹp hết trơn á, nhưng mà trời đã ban cho mình như vậy, tạo hóa mình đã vậy rồi, mình không thể thay đổi được. Nhưng mà bây giờ nhờ có công nghệ về thẩm mỹ cho nên bác sĩ người ta cũng có license. Bạn nói là đúng đó, bác sĩ phải có license đó, đó có giấy phép hành nghề đó, thì đúng đó, chứ lại đi làm từ thiện mà cái giấy phép hành nghề đâu đó. Thì bây giờ tất cả quý vị khán giả, kể cả nam cả nữ, nếu ai có nhu cầu làm đẹp thì có quyền đi làm đẹp. Nếu ai cũng như bạn hết thì bác sĩ học xong rồi làm cho ai đó? Rồi cái ngành công nghệ về thẩm mỹ này chẳng lẽ bây giờ dậm chân tại chỗ, không ai đi làm hết rồi không phát triển? Mà bạn thấy đi, những người mà người ta đi làm thì có những cái khuyết của người ta, người ta xấu, người ta làm thấy nó được hơn, nó đỡ hơn, và thậm chí là cái diện mạo của người ta nó đẹp hơn. Nói chung là cái cách nhìn nhận của mọi người, tôi thấy bây giờ tôi đang xấu chỗ này thì tôi đi thẩm mỹ, tôi làm đẹp lại cho bản thân mình. Mà cái tiền của người ta làm cực khổ, người ta có quyền người ta đi làm đẹp đó. Còn làm đẹp hay không nữa thì cũng tùy theo cái nơi bạn chọn bác sĩ đó. Thì cái việc đó mình không có nói, mà mình phản đối Hằng Kali đi làm đẹp, bơm mông bơm đít thì cái nọ. Người ta có bơm đi nữa thì người ta hài lòng với những gì diện mạo của người ta, người ta có sửa nhan sắc đẹp đi nữa thì ta mong muốn những cái khuyết của người ta ta lấp lại cho người ta đẹp hơn. Mình cũng vậy thôi, mình nhìn người đẹp mà mình cũng mê tiếp. Quý vị khán giả thấy nhìn những người hoa hậu không? Đó, trời, còn trẻ còn đẹp, mình thấy họ rất là đẹp. Còn mình thì mình sẽ già nua theo thời gian. Phương Quang nói tới đây, nhắc lại một chút xíu
à, khán giả cũng có nhớ là bà Trang La Le. Bà nói là hằng Kali già, hằng Kali mặt chảy xệ như con chó. Hằng Kali già hơn bà ngoại của người yêu của Hà, của Trang La Le, già hơn Trang La Le. Mà trong khi đó chơi người ta thậm tệ luôn, thật sự ganh tị đố kỵ là nói cho sướng cái miệng gì thôi, chứ không có nghĩ rằng là cái quy luật tự nhiên. Bây giờ mình chẳng hạn như mình 40 tuổi rồi, mình sao mình so với mấy em mà 17, 18 được, nó còn non mởn da, nó còn đẹp, mặt mày nó coi như trong độ tuổi trăng tròn luôn, độ tuổi rất là đẹp. Thì ví dụ như mình 40 rồi, mình làm sao mình so sánh lại được như vậy. Thì mình, tuổi mình sẽ già theo thời gian, đó là cái quy luật tự nhiên rồi. Còn Trang La Le ghét hằng Kali mà nói hằng Kali bao nhiêu tuổi mà già hơn bà ngoại của người yêu mình. Đó, quý vị khán giả thấy chửi cho nó sướng cái miệng không? Rồi hằng Kali là mặt chảy xệ. Bà lớn tuổi hơn hằng Kali mà chính bà không nói bà chảy xệ, mà bà nói là hằng Kali mặt chảy xệ giống như con chó. Đó, quý vị khán giả thấy là những cái lời nói như vậy để Phương Văn phân tích, để cho những cái người fan hâm mộ của Trang La Le nè, những người mà ganh tị đố kỵ hằng Kali đó, mình nhìn nhận Trang La Le đó có đúng hay là sai. Đó, nó đã quá cuồng lên rồi, xong rồi nó bậy đó bạ, nói cho sướng cái miệng thôi, chứ không có phân biệt được đâu là đúng đâu là sai nữa, mà vẫn lên cộng đồng mạng. Ủa, mình giống như mình nói như vậy là mình hả dạ mình là mình đúng không? Vậy mà nói chỉ những người fan hâm mộ của hằng Kali là yêu mê, không có cái trái tim trong sáng, không có nhìn được. Còn là Trang La Le nè, Trang La Le nhìn được vì Trang La Le có cái trái tim trong sáng. Nói tới đây mà mắc cười quá quý vị khán giả ơi, chỉ có Trang La Le là có cái trái tim trong sáng, nhìn ra hằng Kali ăn chặn được tiền từ thiện. Còn lại là nhiều mạnh thường quân, khán giả, những người mà ủng hộ về tinh thần cho hằng Kali làm những cái việc tốt, thì là nói là mọi người là coi như là trái tim là không có trong sáng. Đó, chỉ có mình Trang La Le giống như em Cường đó. Em Cường nói là em Cường là cái người mà làm YouTube ở nước Mỹ đầu tiên. Trời ơi, nói làm sao mà coi như là không nói nên lời luôn. Chỉ những cái người nào mà theo mà ủng hộ thì cái người đó cũng như là mát mát giống như những người đó. Chứ nghĩ làm sao là cái người đầu tiên mà làm YouTube ở nước Mỹ mà quay trở lại nhờ vợ chồng chị Hằng Kali bật cho YouTube kiếm tiền. Đó, bởi vì mình đừng có nổ quá trời nổ đâu, mình chưa biết thì mình học hỏi những người đi trước, không có đâu có sao đâu. Đâu, trong cuộc đời này mình có thể học hỏi cho tới già luôn đó. Mình thấy những cái điều gì mà mình thấy cần học hỏi là mình học hỏi. Đó, đôi khi những người lớn thì học hỏi những người trẻ, và đôi khi những người trẻ thì học hỏi những người lớn. Nói chung là mình tương trợ lẫn nhau. Phương Văn nói một ví dụ như thế này, mình ví dụ như mình lớn, mình đã cái thời của mình á, ví dụ như cái thời mà các cô chú 70-80 đó, thì cái thời đó đâu có công nghệ đâu, đâu có biết về công nghệ đâu, biết gì YouTube đâu, đâu có biết gì làm máy móc. Nhưng mà cái thời sau này mấy em nhỏ nhỏ trẻ đó, thì bây giờ nó được học về cái sự phát triển của công nghệ đó, nó rành về công nghệ như vậy. Thì so với những người lớn mình đã trải qua, mình không biết, thì mình quay trở lại mình học hỏi những gì mấy em nó biết. Còn những mấy em nó còn nhỏ thì nó học ở người lớn những cái trải nghiệm đường đời đó, dạy cho nó đi vào cuộc đời đó. Thì mình nói chung là già hay trẻ thì mình có cái tinh thần học hỏi, là mình luôn học hỏi lẫn nhau, bổ trợ cho nhau trong cái cuộc sống này. Chứ mình đừng có nói tôi đây là lớn, tôi đây là nhỏ, tôi đã biết hết. Là không, no, không bao giờ, không bao giờ là mình là tất cả, mình là trên hết. Giống như em Cường nổ đó, quý vị khán giả thấy đời đời khán giả vẫn nhắc em Cường là cái người mà đầu tiên làm YouTube ở nước Mỹ đó. Bởi vì có khán giả Bình Châu nói ủa Cường làm đầu tiên ở nước Mỹ thì sao, để cho chị Hằng với anh Don là hỗ trợ bật kiếm tiền, nộp đơn bật kiếm tiền. Trời ơi, Cường chửi khán giả Bình Châu đó là rồi không còn là một gần cả tiếng đồng hồ, chửi nào là bị tinh thần, nào là vô bệnh viện Chợ Rẫy khám, chửi quá trời chửi người ta. Chỉ đơn giản gì thôi mà chửi. Còn trong khi đó mà Trang La Le mà chửi hằng Kali xúc phạm cả năm trời như vậy, thì quý vị khán giả thấy sao? Mà bây giờ ngồi rung, bây giờ chuẩn bị rung rồi, bây giờ hằng Kali là tuyên bố rồi là kiện em Cường, Linda
và trăng le le. Cho nên bây giờ chuẩn bị đi, đừng có lên chửi, nó chửi, gọi là chửi cho lấn áp, chửi cho hạ dạ, chửi cho đến ngày ra tòa tiếp theo thôi, chứ không làm được gì đâu. Đó, sau khi ra tòa mà Hằng Kali không bị gì đó nha, vậy mà còn lên chửi như vậy đó. Chứ nếu mà Hằng Kali mà vi phạm cái gì đó ha, những người đó là nổ tung tới nóc nhà luôn quý vị khán giả. Trời ơi, thấy phải nói khủng khiếp. Bao nhiêu đó cũng nhìn nhận thấy những người mà đã là con người không tốt rồi, mà đã những người không tốt có cái tâm là cái tâm coi như là khẩu Phật mà tâm xà, miệng nói trời ơi tôi tốt lắm, nhưng mà lòng dạ nó không có tốt. Mà toàn là những cái người như vậy, họ toàn lên họ nổ. Mà tốt hay không thì tất cả bà con cô bác khán giả khi mà người ta nhìn qua, người ta theo dõi thì mới biết mình tốt hay không, rồi mình khỏi mình lên mình phân bua. Giống như là rồi quý vị khán giả thấy là khi mà mình là người ngoài mình nhìn vào là mình biết người đó như thế nào ha, người tốt hay xấu. Giống như cái cô hoa tàn đó, là đương kim một cái nhan sắc ra của sắc đẹp đó, mà lên ganh tị đố kỵ với Hằng Kali đó, nào là hỏi tiền đâu mua nhà, Hằng Kali tiền đâu mua nhà, rồi lôi những bậc chân tu vào lúc đó, thì cái nàng hậu đó là nàng không biết. Có thể là ta đây là làm như vậy là ta là phản biện lại, ta đây là tốt người kia nọ. Nhưng mà ngược lại thì nhiều quý vị khán giả cộng đồng mạng, người ta nhìn vô là người ta biết ngay là cái người xanh xây liền, mà chính nàng ấy nào không biết. Và Trang Le Le cũng vậy, chửi mắng người ta suốt như vậy thì khán giả ở ngoài nhìn vô là biết Trang Le Le là sai rồi, đã đi sai quá sai rồi, xanh xây xúc phạm như vậy là đã không đúng rồi đó. Mà chính bản thân bà đâu có biết, bà nói là bà đúng, bà lên bà dẫn dắt dư luận, bà nói là bà là người tốt người kia nọ, thì khán giả của Hằng Kali á, những người giúp đỡ Mạnh Thường Quân rồi, là những người đó là không có cái tim, trái tim trong sáng, cho nên không nhìn ra là Hằng Kali ăn chặn tiền từ thiện. Trời ơi, nói khùng ba chợ không đó. Thì bây giờ cái người khán giả này môi lại đời tư mà Phương Văn đã gặp ở trong kênh của Phương Văn rất là nhiều cái câu nói như thế này, nào là Hằng bán bi ôm, nào là phá gia can, nào là người không tốt kia nọ, nhất là cái câu bán bi ôm. Phương Văn sẽ phân tích cho quý vị khán giả cái video sau về nói về chị già Kali quý vị khán giả. Trời ơi, bà chửi Hằng Kali bây giờ lên nổi lên còn hơn Trăng Le Le nữa quý vị khán giả. Chửi đủ thứ luôn, chửi Gia Hân, chửi Phi Vũ, chửi anh Nhơn, chửi quá trời nhiều người, mà trong cái bản thân đó bà không có giúp được ai, chứ giống như bà cũng đang ở bên Mỹ đó, thay vì đi xuống suối quay hoặc là giúp đỡ những người khác đâu. Rồi bà lên bà múa hát, mình cảm thấy mình ngại cho bà ghê. Cũng U65 rồi mà bây giờ vẫn còn không có nhận ra cái vấn đề mà đúng hay là sai, mà đi chửi sân si người ta, nói xúc phạm đời tư đời riêng người ta quá trời luôn, không khác gì Trang Le Le cho quý vị khán giả. Video sau Phương Văn sẽ trích lại những cái gì mà chị ấy nói là có những cái bằng chứng thực sự, chứ Phương Văn không phải là phản biện khơi khơi được, có những bằng chứng cứ để quý vị khán giả thấy đâu đó là những cái lời nói của chị ấy là đúng hay sai, thì quý vị khán giả cũng đã biết. Nhưng mà bản thân những người đó lại không biết. Và lời cuối cùng thì Phương Văn xin gửi gắm đến tất cả những anh em mà ủng hộ cho Trăng Le Le, ủng hộ cho những cái điều xấu, thì đôi khi mình hãy nhìn nhận lại trong suốt chặng đường dài mình thấy Trăng Le Le làm những cái điều mà không đúng, thì mình nên góp ý cho cái người mà mình hâm mộ, và mình ghi nhận những gì mà chị Hằng Kali làm được. Thực tế nha, mình hãy công tâm đi, mặc dù là mình yêu mến Trăng Le Le, mình ghét chị Hằng Kali, nhưng mà không phải ghét hết tông ti họ hàng được. Mình phải ghi nhận lại những gì Hằng Kali làm được. Thì bạn nghĩ đi, bây giờ bao nhiêu người anh em Việt Nam sống xa quê hương, xa đất nước, bôn ba xứ người, sống ở nước Mỹ bao năm rồi, đất nước của người ta. Mình người Việt Nam mình sang đó mình sống, đáng lẽ ra mình phải làm ăn kiếm tiền giàu có để mình có của cải tài sản, cũng như là cái tương lai của mình về già, hoặc là cái tương lai phía trước nó lại tốt đẹp hơn. Mà không ngờ những anh em đó lại là đôi khi họ lại rơi vào bế tắc, và họ lại là làm được lạc lối như vậy, thì cũng là nói tiếng Việt Nam, cũng là con người Việt Nam, thì
bao nhiêu người ủng hộ tinh thần, bà con cô bác, những người nhà hảo tâm, mạnh thường quân, người ta đã làm cực khổ rồi, người ta bỏ đồng tiền ra để người ta đi giúp đỡ như vậy, thì mình chỉ có cái việc là mình ủng hộ tinh thần thôi, mình động viên, mình chia sẻ thôi, mà có những cái chuyện nhỏ nhoi đó mình làm không được, mà mình đi ganh tị, đố kỵ, rồi mình muốn lật đổ này, có phải là người Việt Nam của mình lật đổ người Việt Nam mình không? Thật sự các bạn đau lòng lắm, các bạn hãy nhìn lại mình đi, tất cả ai cũng xa xứ hết, tất cả ai cũng bon chen nơi xứ người, mà tìm cho mình một cái tương lai tốt hơn. Tại sao mình không giúp đỡ nhau, mình không ủng hộ tinh thần cho nhau, mà mình lại lôi ra những cái điều mà xấu xa, rồi mình tìm mọi cách để mình lật đổ nhau tại nơi xứ lạ quê người. Thì Phương Văn xin phép quý vị khán giả hôm nay, Phương Văn kết thúc video ở đây, và mong quý vị khán giả ủng hộ Phương Văn có những cái sản phẩm mà để làm kỷ niệm, thì mong quý vị khán giả vào những cái sản phẩm đó và đặt trực tiếp, có thể là đây là cái công ty ở bên Mỹ và có thể là chuyển khắp nơi. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều, mong quý vị khán giả hãy tiếp tục ủng hộ tinh thần cho chị Hằng Cá Ly cũng như là Phương Văn và một số mà anh chị làm những cái điều tốt cho anh em người vô gia cư ở tại Mỹ. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chúc quý bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.